Chào tất cả các tình yêu. Khi các tình yêu xem video này thì cái hình ảnh đầu tiên nó đập vô mắt là dòng chữ này đúng không nào? Kegel, người Việt Nam mình hay còn gọi là Kegel, thì đây là một phương pháp, một bài tập thể dục giúp cho cơ âm đạo, giúp cho sàn chậu của chị em phụ nữ thêm săn chắc hơn. Nó giúp cho cơ âm đạo thu hẹp lại, và nhất là các chị em sau sinh đó, nó sẽ hạn chế cái tình trạng sa tử cung và xón tiểu sau sinh nữa. Ngoài ra thì cái phương pháp, cái bài tập thể dục này nó giúp cho chuyện chăn gối của chị em thăng hoa hơn. Thì bao nhiêu trong số các chị em muốn biết cái bài tập này như thế nào thì Uyên sẽ thì mời các bạn xem hết video này đi, và các bạn có thể thực hiện nó mỗi ngày luôn, để giúp cho cái cơ âm đạo của chúng ta, giúp cho cái sàn chậu của chúng ta thêm săn chắc hơn, và cái chuyện chăn gối nó được cải thiện hơn ha. Nó dễ lên đỉnh lắm. Trước tiên á, trong cái phương pháp này thì trước tiên chúng ta cần phải xác định cái cơ sàn chậu của nó nằm ở đâu. Chắc chắn là nó nằm dưới này rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta phải xác định nó thì chúng ta mới tập nó được. Thì để xác định nó như thế nào, cái chị xác định nó rất là dễ dàng. Khi mà chúng ta đi toilet, khi chúng ta đi tiểu ha, khi chúng ta đi tiểu thì chúng ta nín tiểu lại, chúng ta ngắt tiểu giữa dòng, ví dụ như là chúng ta đang phun ra xong rồi chúng ta nín lại, rồi chúng ta lại tiểu tiếp và chúng ta nín lại. Đó, cái phương pháp đó giúp cho ta biết được, giúp cho chúng ta xác định được cái cơ sàn chậu, cái cơ âm đạo của chúng ta nó nằm ở đâu. Và cái phương pháp mà giúp cho chúng ta tập nó sẽ tác động lên cái bộ phận đó như thế nào. Uyên thường mỗi lúc trước đây khi mà Uyên đã xác định được cái cơ sàn chậu rồi á, thì hầu như ở vị trí nào, hầu như bất kỳ đi đâu, hoặc là thậm chí đứng nấu ăn, làm việc, đi chơi gì đó, Uyên vẫn tự tập được luôn theo cái phương pháp nín tiểu đó. Nhưng mà đó là cái phương pháp để chúng ta nhận định ra thôi nha, chứ còn đừng có nên nín tiểu thường xuyên. Nín tiểu thường xuyên nó gây hại cho thận của chúng ta. Đó là cái phương pháp để chúng ta nhận định được cái cơ sàn chậu của chúng ta nó nằm ở vị trí nào, và chúng ta tập nó ha. Uyên thường hay tập nó như vậy, là ngoài sau khi Uyên đã nhận định được nó rồi thì Uyên vẫn tập nó hàng ngày luôn. Đó là cái bài tập đầu tiên, giống như bình thường nó dậy ha, bình thường nó dậy xong cứng đặt đó, chúng ta co thắt nó lại ha, co cái cơ lại. Và khi mà chúng ta co cái cơ, các bạn, khi mà chúng ta co cái cơ, chúng ta giả sử chúng ta đang đứng dậy nó ăn đúng không, đang đứng dậy nó ăn ha, chúng ta co lại. Khi chúng ta co thì cái cảm giác cái mông của chúng ta nó săn lên, nó cứng lên, và cái cơ âm đạo của chúng ta nó thắt lại đó ha, nó thắt lại nha các bạn nha. Thì đó là các bạn đã tập được cái bài tập đầu tiên. Và tiếp đến nữa thì các bạn, nếu mà các bạn rảnh thì các bạn có thể nằm xuống ha, nằm xuống cái tư thế như thế này nè, để chúng ta tập đây, để tay thẳng như vậy cũng được, còn không thì mình để lên đầu ha. Uyển thì thường hay để thẳng như vậy, xong rồi mình nhớ cái chân mình lên ha, nhớ như này nè. Giống như chúng ta để cỡ 2 hoặc 3 giây rồi chúng ta hạ xuống. Một lần làm như vậy á, 10 lần nha, một nhịp như vậy ha, một nhịp như vậy chúng ta làm 10 lần. Và khi mà cái cơ, khi mà cái bộ hông này của chúng ta đưa lên thì cái cơ của chúng ta nó co lại, vừa là cái mông nó co lại và vừa cái cơ âm đạo của chúng ta nó sẽ co lại, cái bụng của chúng ta cũng hóp lại luôn. Đó, một lần là một nhịp chúng ta làm 10 lần, và nên là 3 đến 4 lần ha, 3 đến 4 nhịp như vậy, 1 nhịp 10 lần, và làm 3 đến 4 nhịp như vậy. Một ngày chúng ta có thể làm cái phương pháp này 4 đến 5 lần đó. Thường bình thường thì Uyên chỉ tập 2 cái bài tập này thôi. Là cái bài tập mà mình dễ áp dụng nhất á, là mình cứ co thắt ở mọi vị trí luôn, mình đi đâu cũng được, mình làm gì cũng được mà mình co thắt ở mọi vị trí luôn, thì nó đơn giản hơn, nó dễ dàng hơn cho mình, chứ mình cũng không phải nằm xuống như vậy ha. Rồi sẵn đây bonus thêm xíu nữa, các bạn muốn cho cái cơ mông của chúng ta săn chắc hơn á ha, săn chắc hơn thì các bạn có thể
làm cái tư thế này. Ở đây đi tập kim á, thì đi làm cái tư thế này. Hai chân giãn ra, tay để trước vậy được, mà tay chống như vậy được ha. Hạ gối xuống cho vuông góc ha. Hạ gối xuống cho vuông góc và mông đẩy lên sau nha. Khi mà chúng ta xuống thì hai cái chân này chúng ta giãn ra nha, hai chân giãn ra, mông đẩy lên sau nha các bạn nha. Làm phương pháp này, làm phương pháp này hầu như 70% là nó sẽ đẩy mông. Khi chúng ta làm phương pháp này thì chúng ta đẩy mông luôn. Cũng một nhịp như vậy 10 lần ha. Nhịp như vậy 10 lần đó. Đây là những bài tập giúp cho phụ nữ đẹp hơn. Và bao nhiêu trong số các bạn thấy cái video này hữu ích thì có thể comment xuống bên dưới cho Yêu với được nào. Thực chất đây cũng là cái thử thách số 10 của Uyên, là hướng dẫn cái bài tập Kegel này cho các bạn. Và thực sự sau khi mà Uyên tập cái bài tập này cũng hơn 2 năm rồi, và sau khi Uyên áp dụng cái bài tập Kegel này trong cái cuộc sống hôn nhân của mình á, thì cái chuyện chăn gối nó thăng hoa rất là nhiều. Đó là sự thật của các bạn. Và các bạn nam á, các bạn nam rất thích người phụ nữ co thắt trong khi sex. Bởi vậy các tình yêu á, các tình yêu của em mà muốn cho ông xã của mình không ấy ấy bên ngoài á, thì nên tập bài tập này đi nha. Và mỗi khi mà ấy ấy với nhau, cúng quýt với nhau á, thì các bạn tập luôn là co cơ đào lại ha, co cơ đào để nó siết cái dưa leo đó lại. Các bạn cho em xin cái cảm nhận ở bên dưới video này với nha. Và khả năng thực sự ra cái mục tiêu của Yêu là Yêu sẽ có một cái ebook về cái chủ đề này, vì nó rất là hấp dẫn đối với Yêu. Đây, cảm ơn các bạn đã đón xem video. Các bạn có thể thực tập luôn cái bài này ha, con âm đạo, để giúp cho chị em thăng hoa hơn, giúp cho các anh xã của mình thích hơn. Và quan trọng hơn nữa là về lâu về dài, khi mà chúng ta lớn tuổi hơn thì cái cơ sàn chậm của chúng ta, cái cơ âm đạo sẽ giãn ra so với độ tuổi và số lần sinh nở thì nó sẽ giãn ra. Nhưng mà khi chúng ta biết quản lý được cái bài tập này, chúng ta thực hiện được cái thói quen á, cái thói quen của chúng ta thường xuyên thực hiện cái bài tập này, thì nó không bao giờ cái cơ âm đạo của chúng ta không bao giờ mà nó bị giãn ra cả ha. Cảm ơn các bạn đã đón xem video nha. Bye bye.